Kiss my lo karaoke sách tay AZ388. Đây là con loa sách tay mà có nhiều lo vệ tinh nhất mà mình từng biết. Ở đây chúng ta sẽ có hỗ trợ là bass 16 và kèm với đó là hai con loa chép và tới tận 6 loa chung để trợ lời cho anh em karaoke và cũng như là nghe nhạc thoải mái hơn rất là nhiều. Và con này có cái thiết kế rất là thời thượng theo kiểu sách tay nằm ngang và bên ngoài được bọc một lớp giả da simili màu xanh rêu, nhìn rất là sang trọng cho anh em. Rồi, trọng lượng của nó thì tầm khoảng là 8-9kg nên tiện lợi cho anh em di chuyển và cũng như là đi chơi. Nó sẽ hỗ trợ cho anh em là echo và cả reward, có luôn chức năng chống hú và cũng như là QWS kết nối hai lo. Giờ thì anh em thẩm nhạc nha. Anh em có ý kiến gì về con lo này thì để lại comment phía dưới giúp mình nhé.